Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Bản tin hôm nay sẽ có một số tin chính đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ thông báo một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ khác. Ngành tạp hóa của Canada sẽ được cuộc cạnh tranh giám sát. Các cuộc đua bầu cử đang diễn ra ở tỉnh Ontario mà người dân nên theo dõi bệnh nhân ở tỉnh Quebec tử vong sau 16 tiếng chờ đợi ở phòng cấp cứu. Ban hành cảnh báo chất lượng không khí đặc biệt cho thành phố Toronto và các vùng GTA. Cờ vua có nên được dạy trong các trường học trên khắp Canada hay không? Trên thế giới, Vương quốc Anh lần đầu tiên có thủ tướng gốc Ấn Độ. Máy bay chiến đấu của Nga đâm vào tòa nhà ở Serbia, hai người thiệt mạng, Phương Tây cáo buộc Nga âm mưu sử dụng mối đe dọa bơm bẩn có hạt nhân để lao thang chiến sự ở Ukraine. Trước thêm tổ chức World Cup, Kreda bị cáo buộc giam giữ và ngược đãi người LGBT. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, ngay cả khi những cảnh báo về một cuộc suy thoái tiềm ẩn đang xuất hiện ngày càng nhiều, Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ công bố thêm một đợt tăng lãi suất khổng lồ khác vào thứ Tư, đưa ngân hàng này tới gần hơn với phần cuối của một trong những chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất trong lịch sử. Ngân hàng RBC cho biết đây là sự lựa chọn giữa mức tăng lãi suất cơ bản lên nửa điểm phần trăm hoặc là 3 phần tư điểm phần trăm, mặc dù RBC đang nghiêng về mức tăng nhỏ hơn, Thông báo vào hôm thứ Tư sẽ trở thành lần thứ Sáu liên tiếp mà Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất trong năm nay để đối phó với lạm phát cao hàng thập kỷ. Điều này cũng xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng một cuộc suy thoái đang rình rập. Cùng với quyết định về lãi suất, Ngân hàng Canada cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế vào thứ Tư trong báo cáo chính sách tiền tệ hàng quý mới nhất. Triển vọng của Ngân hàng về lạm phát sẽ là chìa khóa cho các kế hoạch cho bất kỳ đợt tăng lãi suất bổ sung nào sắp tới. Kể từ tháng 3, Ngân hàng Canada đã tăng lãi suất cơ bản từ 0,25% lên 3,25%. Khi Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, các quan chức tại Ngân hàng Trung ương đã bày tỏ lo ngại về mức độ lạm phát vẫn quá cao và tác động của lạm phát lên người tiêu dùng, cũng như là kỳ vọng của các doanh nghiệp đối với lạm phát trong tương lai. khi giá thực phẩm gia tăng và khi nghĩ tới người tiêu dùng cục cạnh tranh canada Competition Bureau đang tiến hành một cuộc nghiên cứu thị trường về sự cạnh tranh của các cửa hàng tạp hóa cơ quan này cho biết cuộc kiểm tra sẽ xem xét cách các chính phủ có thể chống lại việc tăng giá hàng tạp hóa nhờ nhiều yếu tố cạnh tranh hơn trong lĩnh vực này nghiên cứu sẽ xem xét giá hàng tạp hóa cao hơn liên quan tới các thay đổi ở động lực cạnh tranh như thế nào có thể rút ra bài học gì từ các quốc gia khác để tăng cường tính cạnh tranh và làm thế nào các chính phủ có thể hạ thấp các rào cản gia nhập để kích thích cạnh tranh. Người tiêu dùng Canada đã thấy sức mua của họ giảm sút, điều này đặc biệt đúng khi mua hàng tạp hóa. Trên thực tế thì giá hàng tạp hóa ở Canada đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm. Nhiều yếu tố được cho là đã tác động đến giá lương thực, bao gồm thời tiết khắc nghiệt, chi phí đầu vào cao hơn chiến tranh Nga và Ukraine và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Các yếu tố cạnh tranh cũng đang tác động đến vấn đề này. Và để tìm hiểu, Cục Cạnh tranh sẽ trực tiếp nghiên cứu tình hình. Cơ quan này sẽ xem xét tình hình trong vài tháng tới, với kế hoạch sẽ có phát hiện vào tháng 6 năm 2023. Đồng thời thì Ủy ban Nông nghiệp và Nông lương Thực phẩm đã đồng ý thực hiện một nghiên cứu về chi phí hàng thập hóa và lạm phát trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Ngoài ra, các nghị sĩ dự kiến sẽ yêu cầu các bên liên quan trong ngành như là các giám đốc điều hành tập hóa, các nhà kinh tế và cả nông dân để tìm hiểu cặn kẽ về chi phí hàng tập hóa gia tăng. Bệnh nhân ở tỉnh Quebec tử vong sau 16 tiếng chờ đợi ở phòng cấp cứu. Một bác sĩ tỉnh Quebec đang giống lên hồi chuông cảnh báo về thời gian chờ đợi nguy hiểm đang hoành hành tại các phòng cấp cứu của bệnh viện sau khi ông cho biết một bệnh nhân đã tử vong ngay trước mắt ông sau khi đợi 16 tiếng đồng hồ để được chăm sóc khẩn cấp. Bác sĩ Sebastian Marin là bác sĩ phòng cấp cứu tại Bệnh viện Barry Memorial ở Ormstown, Quebec, cách Montreal khoảng 65 km về phía tây nam. Ông cho biết người đàn ông ở độ tuổi 70 đã bị chứng phình động mạch và đã chết vì vỡ động mạch chủ trong vòng vài phút sau khi đến bệnh viện. Trước đó bệnh nhân đã đợi 16 giờ ở một bệnh viện khác nhưng đã rời đi sau khi không được gặp bác sĩ. Người bác sĩ nói rằng ông rất thất vọng khi chứng kiến một bệnh nhân tới khi còn sống và rồi qua đời ngay tại bệnh viện. Dù bệnh nhân đã làm điều đúng đắn khi cố gắng tìm kiếm sự chăm sóc, các bác sĩ đã bất lực và không thể làm gì khác. Ông nói, "Chúng tôi không thể bảo đảm 100% rằng bệnh nhân sẽ sống sót, nhưng chúng tôi biết ông ấy sẽ có cơ hội sống sót tốt." nếu đã được điều trị chứng phình động mạch vào đúng thời điểm. Cảnh báo chất lượng không khí đặc biệt cho vùng Toronto và các vùng đại đô thị Toronto. Mức độ ô nhiễm không khí cao hơn dự kiến sẽ xảy ra ở phần lớn khu vực đại đô thị Toronto GTA vào tối nay. Bộ Môi trường đã ban hành một tuyên bố đặc biệt về chất lượng không khí cho Toronto, Brampton, Mississauga, Vaughan, Richmond Hill và Markham Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo rằng các màn trình diễn pháo hoa buổi tối dự kiến trên toàn khu vực trong lễ kỷ niệm Diwali có thể góp phần làm xấu đi chất lượng không khí. Nhà khí tượng học Jill Taylor nói rằng không có đủ chuyển động của không khí để làm sạch khói. Chất lượng không khí có thể giảm đi nếu khói từ pháo hoa vẫn ở mặt đất hoặc là bắt đầu di chuyển xuống. Một số người có thể bị nhạy cảm với khói nên hãy cân nhắc sử dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung để giảm mức độ phơi nhiễm của bạn. Bộ Môi trường Canada cho biết một số người có thể bị ho nhiều hơn, kích ứng cổ họng, đau đầu hoặc là khó thở sau khi tiếp xúc với khói pháo hoa. Trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh tim mạch hoặc là bệnh phổi, chẳng hạn như là hen suyễn, đặc biệt có nguy cơ mắc bệnh. Nếu bài hát Giáng sinh yêu thích của bạn là All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey, thì hãy cố giành lấy một số vé vì cô ấy sẽ có một buổi biểu diễn ở Toronto vào mùa lễ này. Ca sĩ Kim Nhạc Sĩ đã thông báo rằng cô ấy sẽ tổ chức hai buổi hòa nhạc vào dịp lễ vào tháng 12 này. Một buổi ở New York và một buổi ở thành phố Toronto. Lần cuối cùng diva nhạc pop có mặt tại thị trấn trong kỳ nghỉ là vào năm 2016 khi cô đến hát trước cửa sổ của Hudson's Bay và đã phải chuyển hướng xa điện ở Queen để có buổi biểu diễn miễn phí. Nữ ca sĩ Mariah Carey sẽ mang đến kỳ nghỉ đặc biệt Merry Christmas to All đến Scotiabank Arena vào ngày 11 tháng 12. Vừa đúng lúc để mang đến cho bạn một chút không khí trong kỳ nghỉ lễ. Nếu bạn muốn nghe Carrie hát lại những giai điệu của bài hit năm 1994 và các bài hát huyền thoại khác của ngày lễ, hãy nhớ mua vé khi chúng được bán vào ngày 28 tháng 10. Và trong mục tin kinh tế tiêu dùng và đời sống, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề rất thú vị, đó là bộ môn cờ vua có nên được dạy trong các trường học trên khắp Canada? sau khi một người canada trở thành nhà vô địch thế giới cờ vua vào thời điểm mà sự chú ý của thế giới đang đổ dồn vào cờ vua bởi những vụ bê bối gian lận một người ủng hộ cũng là nhà tranh đấu của bộ môn này đã giải thích tại sao trò chơi này xứng đáng được tài trợ như một môn thể thao ở canada ông michael hickson là một người đam mê cờ vua và là phó giáo sư triết học tại đại học trent cho biết đã đến lúc Canada đầu tư nhiều hơn vào trò chơi và xem xét đưa nó trở thành một phần của chương trình giảng dạy ở trường. Ông nói cờ vua đã có lịch sử lâu đời ở Canada và Hoa Kỳ, chứ không phải là một môn mới nhưng nó không được biết đến rộng rãi như một số môn thể thao yêu thích khác. Cậu bé Sean Rodriguez Lemieux là cậu bé 18 tuổi đến từ Montreal, đã không chỉ giành được danh hiệu vô địch thế giới dưới 18 tuổi vào tháng 9 mà còn có thể trở thành người Quebec trẻ nhất trong lịch sử giành được danh hiệu Đại Kiển Tướng, là danh hiệu cao nhất mà một kỳ thủ cờ vua có thể có. Ông Hickson cho biết, Canada có thể học hỏi từ các quốc gia như là Nga, nơi tổ chức cờ vua nhận được tài trợ của chính phủ thông qua bộ thể thao, hoặc là Armenia, nơi đã đưa việc học cờ vua trở thành một phần trong chương trình giảng dạy của các trường công lập vào năm 2011. Ông Hickson tin rằng, cờ vua nên được dạy trong các trường học vì nó có thể thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng liên ngành của trẻ em, buộc chúng không chỉ suy nghĩ chính chắn mà còn học cách giải quyết vấn đề bằng cách nhìn từ các khía cạnh khác nhau. Sport Canada không coi cờ vua là một môn thể thao vì nó không phải là một trò chơi thể chất. Tuy nhiên, ông Hickson cho biết, bộ môn này vẫn có thể cực kỳ mệt mỏi về thể chất và tinh thần vì các giải đấu bao gồm nhiều trận đấu trong một ngày, với mỗi trận đấu kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ. Trong khi Canada đã có nhiều kiện tướng trong quá khứ, hiện không có kỳ thủ Canada nào được xếp hạng trong 100 kỳ thủ hàng đầu. Tính đến tháng 10 năm 2022, ngoài ra thì Canada được xếp hạng 34 trên thế giới dựa trên xếp hạng điểm trung bình của top 10 người chơi ở mỗi quốc gia. Vậy quan điểm của quý vị là gì? Cờ vua có nên được thêm vào chương trình giảng dạy dành cho học sinh ở Canada hay không? Xin cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nhé. Cập nhật một số kết quả cuộc đua bầu cử ở tỉnh Ontario. Sau 4 năm đại sự kiện, cư dân ở mọi thị trấn và thành phố ở Ontario sẽ quyết định ai sẽ điều hành đô thị của họ bằng cách bầu thị trưởng tiếp theo, các thành viên hội đồng và ủy viên hội đồng trường. Vào thứ hai, 24 tháng 10, các cuộc bỏ phiếu đã diễn ra ở Toronto, Mississauga, Brampton, Hamilton, Niagara, Ottawa cũng như các thành phố lớn khác cư dân trong nhiều cộng đồng đã có cơ hội bỏ phiếu cho các ứng cử viên ưa thích của họ. Vào thứ hai đánh dấu cuộc bầu cử thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên kể từ năm 2018 và các thị trưởng đương nhiệm như là ông John Tory của Toronto, bà Bonnie Crombie của Mississauga, ông Patrick Brown của Brampton, thị trưởng Rob Burton của Oakville, thị trưởng Marianne Midwall của Burlington, ông Jim Diodati của Niagara Falls đang tìm kiếm tái bầu cử còn các thành phố như là Hamilton, Houghton Hills, Pickering và các thành phố tự trị khác sẽ chào đón các thị trưởng mới vào tối thứ hai. Kết quả vào tối thứ hai, thị trưởng Toronto ông John Tory, thị trưởng Bonnie Crombie của Mississauga và thị trưởng Patrick Brown của Brampton đã được bầu lại chức thị trưởng. Tại thành phố Hamilton, cựu lãnh đạo đảng NDP Ontario là bà Andrea Howard đang tranh cử thị trưởng. Bà Howard đã từ chức lãnh đạo đảng là vai trò mà bà đã nắm giữ trong 13 năm sau cuộc bầu cử cấp tỉnh vào tháng 6, sau khi thất bại trước thủ hiến đất For và chính phủ bảo thủ của ông, đảng của bà đã giữ được trạng thái đảng đối lập chính. Một cuộc thăm dò nghiên cứu gần đây cho thấy bà Howard đang dẫn đầu một cách thoải mái trong cuộc bầu cử, bỏ khá xa các ứng cử viên theo sau. Tại thành phố thủ đô Ottawa, ông Jim Watson sẽ không tranh cử nữa, vì vậy cuộc đua của thị trưởng là một cuộc thi mở ở Ottawa, có 14 ứng cử viên nhưng những cái tên hàng đầu là Ủy viên Hội đồng Thành phố Catherine McKenney, cựu nhà báo Mark Sutcliffe và cựu Bộ trưởng Nội các tỉnh và cựu Thị trưởng Ottawa là Bob Kirarali. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada để ủng hộ cho chương trình chúng tôi rất mong quý vị. Nếu chưa đăng ký kênh, hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Và xin đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ share video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý trên thế giới. Vương quốc Anh lần đầu tiên có thủ tướng là gốc Ấn Độ. Đảng bảo thủ Anh hôm thứ Hai thông báo, cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak đã trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Ông Sunak kế nhiệm bà Liz Truss trở thành thủ tướng thứ ba của Anh trong vòng chưa đầy hai tháng và là thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của Anh. Một số người Ấn Độ viết trên mạng xã hội rằng việc ông Sunak trở thành thủ tướng Anh càng có ý nghĩa hơn khi Ấn Độ vừa kỷ niệm 75 năm độc lập sau giai đoạn là thuộc địa của Anh. Ông Sunak sinh năm 1980 tại Southampton, Anh Quốc. Bố mẹ ông là người gốc Ấn Độ, nhập cư Anh từ Đông Phi vào những năm 1960. Từ năm 2001 đến 2004, ông Sunak là nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, rồi tham gia vào hai quỹ phòng hộ. Tháng 2 năm 2020, ông Sunak thu hút sự chú ý khi được ông Boris Johnson, người kế nhiệm bà Theresa May, chọn làm Bộ trưởng Tài chính là một vị trí quan trọng nhất nội các Anh sau thủ tướng. Tài sản cá nhân của ông cũng là vấn đề được chú ý. Ông Sunak hồi đầu năm có mặt trong danh sách những người giàu nhất Vương quốc Anh của tờ Sunday Times. Ông và vợ ước tính có tổng tài sản khoảng 730 triệu bảng Anh, gần gấp đôi tài sản 300 đến 350 triệu bảng Anh của vua Charles đệ tam cùng vương hậu Camilla ông Sunak sẽ phải đối mặt hàng loạt thách thức như là khôi phục sự ổn định cho một đất nước mà đang quay cuồng trong nhiều năm bất ổn chính trị và kinh tế. Máy bay Hàn Quốc chở 173 người trượt khỏi đường băng Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air hôm thứ Hai cho biết, chiếc Airbus SE-A330 thuộc chuyến bay KI-361 đã bị trượt khỏi đường băng trong lần hạ cánh thứ ba tại sân bay quốc tế Cebu ở Philippines vào cuối ngày Chủ nhật. Máy bay khởi hành từ Incheon và đã cố gắng hạ cánh hai lần nhưng bất thành do điều kiện thời tiết xấu. Toàn bộ 173 hành khách và phi hành đoàn đều an toàn sau vụ việc này. Video từ hiện trường được Reuters xác minh cho thấy máy bay đã bị hư hại đáng kể. Phần càng hạ cánh của máy bay dường như bị gãy trong khi phần mũi bị dập nát. Chủ tịch Korean Air đã đưa ra lời xin lỗi trên trang web của hãng hàng không, cho biết một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ được các nhà chức trách Philippines và Hàn Quốc tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc. Korean Air không gặp vụ tai nạn chết người nào kể từ năm 1997, theo mạng lưới an toàn hàng không. Hồi năm 1997, hãng bay Hàn Quốc được cho là có chất lượng an toàn không ổn định, nhưng đã cải thiện nhờ sự trợ giúp của Boeing và Delta Airlines. Trong khi đó, hai phi công đã thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu của Nga đâm vào một tòa nhà dân cư hai tầng ở thành phố Irkutsk, miền Nam Siberia. Video về vụ tai nạn không chủ nhật cho thấy, máy bay đã lao xuống gần như thẳng đứng trước khi lao vào tòa nhà như một quả cầu lửa, khiến khói đen bốc lên dày đặc. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Bộ các trường hợp khẩn cấp của Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-30 đã bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện. Thành phố Urquhart, một trung tâm công nghiệp với hơn 600.000 người dân, là nơi có nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu Su-30. Vụ tai nạn xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một máy bay phản lực Sukhoi Su-34 đâm vào một tòa nhà dân cư nhiều tầng ở thị trấn Yaisk của Nga, khiến 15 người thiệt mạng. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Phương Tây cáo buộc Nga âm mưu sử dụng mối đe dọa bom bẩn có hạt nhân để leo thang chiến sự ở Ukraine. Các nước phương Tây đã cáo buộc Nga âm mưu sử dụng mối đe dọa về một quả bom có chứa vật liệu hạt nhân để làm cái cớ leo thang chiến sự ở Ukraine. Trong khi đó, Moscow hiện đang di dời dân thường khỏi một thành phố phía nam trước một trận chiến lớn. Khi các lực lượng Ukraine tiến vào tỉnh Kherson do Nga chiếm đóng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã gọi điện cho những người đồng cấp phương Tây hôm Chủ nhật để nói với họ rằng Moscow nghi ngờ Kiev đang lên kế hoạch sử dụng bom bẩn. Bom bẩn là loại bom sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân nhằm phát tán chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn. Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng Pháp, Anh và Mỹ cho biết họ đều bác bỏ cáo buộc và tái khẳng định ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Trong một bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Cáo buộc của Nga là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy và sẽ đổ lỗi cho Ukraine. Cho đến nay thì chỉ có thủ phủ khu vực Kherson là thành phố lớn duy nhất mà Nga còn chiếm được nguyên vẹn kể từ khi họ mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 và là chỗ đứng duy nhất của họ trên bờ Tây của sông nipro nơi chia đôi Ukraine. Tỉnh này kiểm soát cửa ngõ vào Crimea là bán đảo mà Nga chiếm giữ và tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Trong tháng này, Nga đã bắt đầu một chiến dịch mới sử dụng tên lửa hành trình tầm xa và máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông. Trước thêm tổ chức World Cup, Qatar bị cáo buộc giam giữ và ngược đãi người LGBT. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW cáo buộc rằng lực lượng an ninh ở Qatar đã tự ý bắt giữ và lạm dụng người Qatar thuộc cộng đồng LGBT vào tháng trước. Tổ chức này cho biết họ đã phỏng vấn 6 người LGBT ở Qatar, bao gồm 4 phụ nữ chuyển giới, một phụ nữ lưỡng tính và một đồng tính nam. Những người này nói rằng họ đã bị giam giữ từ năm 2019 đến năm 2022 và bị lạm dụng bằng lời nói và thể chất, bao gồm cả đá và đấm. Theo đó, các nhà tổ chức World Cup khẳng định tất cả mọi người bất kể khuynh hướng tình dục hay là xuất thân của họ đều được hoan nghênh đồng thời cảnh báo mọi người không thể hiện tình cảm nơi công cộng một quan chức qatar đã phủ nhận nói rằng các cáo buộc của tổ chức theo dõi nhân quyền chứa thông tin sai lệch rõ ràng và không nêu chi tiết cụ thể đồng tính luyến ái homosexuality là bất hợp pháp ở đất nước hồi giáo bảo thủ và một số ngôi sao bóng đá đã bày tỏ quan ngại về quyền của người hâm mộ đi tham gia sự kiện, đặc biệt là các cá nhân LGBT+ và phụ nữ, những người mà các nhóm về quyền cho rằng luật Qatar phân biệt đối xử với họ. World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 11 và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông. Bức tranh gần 111 triệu đô la Mỹ của danh họa Monet bị ném khoai tây nghiền. Claude Monet đã trở thành nghệ sĩ mới nhất, trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình liên quan đến khí hậu khi mới đây các thành viên của một nhóm bảo vệ môi trường Đức đã ném khoai tây nghiền lên một trong những bức tranh của ông trong một bảo tàng ở Potsdam. Chín ngày trôi qua kể từ khi nhóm hoạt động vì môi trường Just Stop Oil đổ súp cà chua lên bức Sunflowers của Vincent Van Gogh tại phòng trưng bày quốc gia ở London Hai nhà hoạt động từ thế hệ Leicester, thế hệ cuối cùng, đã bước vào bảo tàng Berberini và ném khoai tây vào bức Le Mole và sau đó là dán dính tay của họ vào bức tường. Nhóm hoạt động cho biết họ đã quyết định biến bức tranh này của Monet trở thành sân khấu và công chúng là khán giả để cố gắng truyền tải thông điệp của họ rằng mọi người đang chết đói, mọi người đang chết cống, mọi người đang chết dần, Chúng ta đang gặp thảm họa khí hậu, chúng ta sẽ không thể nuôi sống gia đình vào năm 2050. Bức tranh này sẽ chẳng có giá trị gì nếu chúng ta phải tranh giành thức ăn. Người phát ngôn của bảo tàng cho hay bức tranh được bảo vệ bằng kính và không có vẻ như bị hư hại. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và tay của những người biểu tình đã được tách ra khỏi bức tường. Tác phẩm Le Moller thuộc bộ sưu tập của tỷ phú Hasso Platner và được cho bảo tàng mượn vĩnh viễn tranh được mua với giá 110,7 triệu đô la Mỹ trong cuộc đấu giá năm 2019, là số tiền lớn nhất từng được trả cho một tác phẩm của Claude Monet, họa sĩ nổi tiếng người Pháp theo trường phái ấn tượng. New Zealand đang chật vật tìm ứng viên cho công việc kiếm hơn 50.000 đô la Mỹ một năm. Cục Bảo tồn New Zealand hiện đang đề xuất mức lương hơn 50.000 đô la Mỹ cho vị trí giám sát đa dạng sinh học trên bờ biển Hoang Sơ, hẻo lánh của đảo Nam, một di sản thế giới của UNESCO. Cục Bảo tồn New Zealand mô tả khu vực này là nơi cực kỳ đặc biệt, vây quanh bởi núi và đại dương, nhiều hoạt động bất tận cho người đam mê hoạt động ngoài trời, với mức lương đề xuất là 72.610 đô la New Zealand đến 92.780 đô la của New Zealand tức là 41.239 đô cho đến 52.695 đô la Mỹ mỗi một năm. Người ứng tuyển thành công sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quần thể chim kiwi nâu mới phát hiện ở dãy Hast, cũng như là theo dõi quần thể hải cẩu và thằn lằn bản địa, kiểm soát lượng động vật ăn thịt và giám sát các loài chim. Họ sẽ làm việc ở khu vực xa xôi, hiểm trở, nhiều nơi chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng hoặc là xuồng máy. Tuy nhiên, cho đến nay, Cục Bảo tồn New Zealand chỉ mới nhận được hồ sơ của 3 ứng viên. Trên khắp New Zealand, nhiều lĩnh vực đã báo cáo tình trạng thiếu lao động và kỹ năng kinh niên, do ngày càng có nhiều người New Zealand ra nước ngoài sau đại dịch và tình trạng nhập cư dần hồi phục. Bộ phim bơm tấn Black Adam đang làm rung chuyển phòng bán vé ở Bắc Mỹ Bộ phim Black Adam của hãng Warner Brothers đã mở màn với ước tính 67 triệu đô la Mỹ, trở thành tác phẩm cuối tuần đạt doanh thu mở màn cao nhất kể từ khi Thor Love and Thunder ra mắt hồi tháng 7. Mặc dù vậy, đây lại là một thành tích không mấy khởi sắc trong vũ trụ điện ảnh DC mở rộng, kể cả có sự thu hút đáng kể của The Rock Dwayne Johnson. Bom tấn với ngân sách đầu tư lên tới 200 triệu đô la Mỹ là vai diễn trong bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của anh. Black Adam có sự tham gia của Johnson trong vai một người Ai Cập cổ đại được triệu hồi đến thời hiện đại đã bị giới phê bình đánh giá là 40% xếp loại cà chua thối trên trang Rotten Tomatoes. Tuy nhiên bộ phim đã nhận về điểm B cộng CinemaScore với tổng doanh thu toàn cầu trong tuần phát hành đầu tiên là 140 triệu đô la Mỹ. Theo doanh số bán vé ước tính từ thứ sáu đến chủ nhật tại các rạp chiếu ở Hoa Kỳ và Canada, top 3 bộ phim có doanh thu bán vé đáng chú ý trong tuần qua, bao gồm Thứ nhất là Black Adam, 67 triệu đô la Mỹ. Thứ hai là Ticket to Paradise, 16,3 triệu đô la Mỹ. Và thứ ba là Smile, với 8,4 triệu đô la Mỹ. Và đó là một số tin tức tại Canada và trên thế giới. Sẽ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe và bình an. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.